Xin chào mọi người. Hôm nay nhờ có topic của CE. Ông CE ông cứ bảo là làm ra thêm đi. Ông quốc cho thùng bia luôn. Ra thùng bia thì chơi tiếp. Tiên Võ Đế Tôn cũng là trên bài Đế Tiên 871. Hắn đúng như một thần kiếm cái thế, ra tay vô song như hủy diệt không gian. Tại trước mặt hắn, mỏng manh giống như một tờ giấy trắng, trâu bò như thế, thử xem hóa lực của ta một chút dễ nào không lùi mà lao tới. Một bước đạp lên phía trước, chiến đạo Bát Hoang Quyền chớp mắt đã hợp nhất. Một quyền một chưởng va chạm vào nhau, có âm thanh lôi bạo truyền ra, có một tầng vầng sáng lan tràn, một đường nghiền ép không gian từng thốn sụp đổ. Là nhìn tới hai bên, kim nghe bàn tay nổ tung, nhưng máu tươi lập tức chảy ngược lại, vết thương khép lại, sức phục hồi cực kỳ khủng bố. Nắm đấm dịp nào cũng nứt toát, nhuộm đẫm máu kim nghe cùng máu thánh thể, sức phục hồi cũng không phải là tầm thường, trong nháy mắt đã phục hồi như cũ. Một kích ngạnh kháng, lực lượng hai người ngang nhau, không thắng không bại. Giao phong ngắn ngủi vừa rồi cũng chỉ là thăm dò, cũng phải là đòn toàn lực, cũng có chút tài năng đó. Dễ nào cười vì trước mặt này so sánh với bốn thằng lúc trước kia còn mạnh hơn, nhưng so cùng anh vẫn còn kém một cấp bậc. Đánh với hắn cũng giống như chơi trò tạt lon. Con sâu cái kiến, kim nghe khóe miệng hơi vểnh lên, cười ngang ngực mà giễu cợt. Sau một lần dò xét, lông mày hắn liền có thần văn cổ xưa khắc họa, chiến lực của hắn đã đạt tới đỉnh phong. Vừa dứt lời, hắn liền biến mất, chiến đài đã không còn tung tích của hắn. Dù là rất nhiều lão bối lão mâu cũng hiếp lại. Phi Lôi Thần Quyết, Diệp Hào lẩm bẩm hơi kinh ngạc. Dưới luân hồi nhãn anh nhìn là rõ ràng nhất, Bát Hoàng Tử Kim Ngân Tộc thi triển chính là Phi Lôi Thần Quyết của Tịch Diệt Thần Thể. Trong chớp nhoáng này, anh thuấn thần bỏ chạy, thân hình cũng như quỷ mị lơ lửng không cố định, lão bối cũng khó mà tìm được tung tích dấu vết của anh. Anh vừa đi, tại nơi anh đứng tại lúc trước, Kim Nghe liền hiện thân, một chưởng đao phách tuyệt giống như là cắt đậu hũ, đem không gian đánh cho vỡ toát, dứt khoát mà lưu loát. Cũng may mắn Diệp nào đã mở đột chạy sớm, nếu không không kịp để ý thì đầu lâu cũng đã có thể bị hái xuống. Kim Nghê có loại thực lực đó, xem thường ngươi rồi. Kim Nghê cười u tàn, lần nữa biến mất. Tịch diệt thể là một nhánh của Kim Nghê tộc hay sao? Diệp Hào lẩm bẩm, lần nữa mở đột bỏ chạy, cũng đoán đã được tịch diệt thần thể và Kim Nghê tộc là có cùng nguồn gốc, nếu không thì ở đâu ra Phi Lôi Thần Quyết như vậy chứ? Lại là anh vừa đợi đi, Kim Nghê liền đã đến, trước sau không hơn một phần vạn của một cái chớp mắt, Diệp Đào đã tránh thoát được trong gang tấc. Có thể thoát khỏi đòn tuyệt sát tịch diệt hay sao? Trước sau hai lần thất thủ, sắc mặt của Kim Nghê đầy khó coi, bị coi là vô cùng nhục nhã. Đuổi đi thế nào lại không đuổi nữa? Diệp Đào hiển hóa thân hình ở ngoài trăm trượng, trong tay còn mang theo một bầu rượu. Đối mặt với tuyệt sát tịch diệt, anh ngược lại là thông dong, rất là nhàn nhã. Nhất định sẽ chém chết người. Kim Nghê hừ lạnh, thuấn thân lại biến mất. Một thời gian cùng không gian đảo lộn, xuyên qua tại nửa thời không, giết tới trước người Diệp Hào, một chưởng chém về phía Diệp Hào. Khoác lắc nhiều thế, làm được hay không? Diệp Hào bĩu môi, nghiêng người tránh khỏi. Phi Lôi Thần Quyết cho dù vô cùng ảo diệu, nhưng luân hồi nhãn của anh cũng phải là vật bài trí. Tuy là không có luân hồi nhãn, lấy đạo hạnh của Kim Nghê cũng còn lâu mới chém trúng anh. Bởi vì Diệp Đào né thoát, đòn tuyệt sát lần thứ ba của Kim Nghê lại thất thủ, không hề chém trúng Diệp Đào, ngược lại là đem không gian bổ ra một lỗ thủng. Sắc mặt của Kim Nghê đã từ khó coi trở thành dữ tợn, mắt vàng trở nên đỏ ngầu, lóe ra ánh sáng tàn bạo. Đừng lại, tiếp tục đi. Lại là bên ngoài một trăm trượng,
Diệt đạo chuyển hóa ra chân thân, thân thể quỷ dị chính là vặn vẹo, giống như cái bóng đen lơ lửng ở nơi đó, rất là huyền diệu. Người sẽ chết rất khó coi. Kim Nghe quát lại một tiếng, một tay lập tức kết ấn, một vầng sáng nhất thời lan tràn ra. Những nơi vầng sáng đó đi qua, gió cũng ngừng thổi, cả vùng không gian đều bị phong cấm, trực tiếp dừng lại. Cùng một thời gian này, Kim Nghe lại biến mất. Chỉ cần cho hắn một phần vạn giây, hắn đều có thể chém xuống đầu lâu của Diệp Đại Hào. Đáng tiếc, một phần vạn giây là có, nhưng Diệp Đại Hào càng mượt hơn. Kim Nghe biến mất thì anh cũng biến mất, chính là cùng một lúc. Cái gọi là không gian phong cấm cũng bị anh không thèm quan tâm tới. Thái hư thần hành của Thái hư Long Tổ chuyên khắc chế không gian phong cấm, lấy tu vi đạo hạnh của Kim Nghê cũng tuyệt nhiên không phong cấm được anh. Làm sao có thể như vậy được chứ? Chuẩn đế Kim Nghê tộc mặt mò cũng khó coi, vốn cho rằng có Phi Lô Thần Quyết trợ trận, quỷ dịch Diệp Hào sẽ dễ như trở bàn tay. Có ai nghĩ được lại liên tiếp thất thủ như vậy chứ? Lần thứ tư thất thủ, Kim Nghê tức giận, lần nữa thi triển đòn tuyệt sát. Bí thuật Phi Lôi Thần Quyết được hắn thi triển đến mức cực hạn. Diệp Hào toe toét cười, cầm theo bầu rượu, chân đạp thái hư, tung hoành tại chính đài, mỗi một lần đều xảo diệu né qua. Hình ảnh này lại để cho người quan sát trận chiến nhất cả trứng. Không nghe tiếng ầm ầm truyền ra, chỉ nghe âm thanh vù vù rung động, để người nhìn mà hoa cả mắt. Mắt của ta thế nào lại không dùng được nữa rồi chứ? Tiểu Vinh Hoàng dù dụi mắt, hỏa nhãn kim tinh của Thánh Liên Tộc cũng theo không kịp. Lần này nếu như đối lại là ta, sớm đã bị diệt rồi. Thần tử Vu Tộc thở dài, nhìn mà trong lòng lột bột, tự nhận là không thể tránh khỏi. Nếu không phải là Kim Nghê thi triển Phi Lô Thần Quyết, thì không thể biết Kim Nghê tộc cùng Tịch Diệt Nhất tộc có cùng nguồn gốc. Nam Đế thở dài, muốn học hay không, ta sẽ dạy cho nàng. Bên này, Kỳ Lân Hồng Hoang Cửu Trần quay đầu, ngẩng đầu lên nhìn xem Vân Tiêu Tử. Vân Tiêu Tử thần sắc lạnh lùng, chưa từng phản ứng lại hắn. Nói đùa cái gì chứ? Phi Lô Thần Quyết là ai? Muốn học để có thể học hay sao? Cô nãy nãy ta là chuẩn đế đỉnh phong, còn ngồi xổm nơi này lừa phỉnh ta hay sao chứ? Cái phương thức cô gái này thật không ra làm sao. Sức Nhân Tử xua xua tay, liếc nhìn qua Cấu Trần, luôn có cảm giác muốn đánh hắn. Cấu Trần hừ một tiếng, đảo mắt liếc nhìn qua chỗ khác, ánh mắt dừng lại trại tinh thân một thanh niên mặc thường phục trong góc đám người. Thanh niên kia rất bình thường, thuộc chúng loại vừa nắm liền có một bó to, thân sắc bình tĩnh thong dong, không buồn không vui, càng không có khí tức tu sĩ lộ ra, khiến người ta cho rằng hắn là phàm nhân. Nhưng là người có chút nhãn giới, xem xét liền biết hắn đã trở lại nguyên trạng. Càng là nhìn như bình thường liền càng đáng sợ. Vừa đến một kẻ không dễ chọc tới, Cấu Trần thấp giọng nói, thế nào, người biết hắn sao? Sức Nhân Tử nhớ mày, có biết cũng không nói cho ngươi. Cấu Trần một câu kém chút để Sức Nhân Tử nổ tung. Còn mẹ nó chứ, Kỳ Lân Hồng Hoang lợi hại như vậy sao? Họ cái gì cũng nói, thế nào lại không nghẹn chết ngươi đi chứ? Thái Hư, ngươi có nhận ra hay không? Vô Cực nhìn về phía Khương Thái Hư. Vũ Kình, không chờ Khương Thái Hư nói chuyện, Ma Nguyên liền mở miệng, hít sâu một hơi. Là con trai của Hiên Viên Đại Đế, lại là truyền thừa của đế đạo nữa sao? Sức Nhân Tử hơi kinh ngạc một chút. Vô Cực Tử bọn người cũng khỏi thở dài. Hiên Viên Đại Đế, 130 đế của Huyền Hoang, được công nhận là đại đế mạnh nhất, lại cũng có truyền thừa đang tại thế, làm sao có thể để cho người không khiếp sợ được chứ? Phàm là người có quan hệ tới đại đế, thế nhân đều kinh sợ. Truyền thuyết về đại đế đều là thần thoại, con trai của đại đế cũng tuyệt nhiên không bằng tên tuổi bậc cha chú. Trước là con trai của Huyền Cổ, con trai Viêm Đại Đế, thân đại đệ của Giao Trì, lần này lại tới một con trai của Hiên Viên, quả thật là náo dịch. Sức Nhân Tử tinh thần tỉnh táo,
đôi mắt già nua tại bên trong hiện trường đám người, lần lượt nhìn lướt một vòng, kỳ vọng lại có thể phát hiện mới. Đế cường cũng tới rồi. Vân tiên tử nhẹ nhàng nói, đôi mắt trong veo xinh đẹp của nàng nhìn về phía một đám mây trên hư không. Một nữ tử áo xanh hạ xuống, uyển chuyển mà đứng đó, nhìn không rõ khuôn mặt của nàng. Tuy là cách xa, chẳng qua chỉ có ngàn trượng, lại tựa như so với mộng ảo còn muốn xa xôi hơn. Đế cơ lại là người nào chứ? Sư kim tử cũng ngẩng đầu lên, hai mắt nhỏ ngưng tụ ánh sáng như tuyết. Một tuyệt thế nữ tử như vậy, phong hoa tuyệt đại như thế, không biết được nàng đã lấy chồng hay chưa? Thế nào, muốn cua nàng hay sao thế? Vô cực tử nghiêng đầu cười cười. Đều là chuẩn đế đỉnh phong, hai chúng ta tuyệt đối là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc đó. Sức tinh tử vuốt vuốt vài sợi tóc lưa thưa, tự phê nói ra, ngươi phải giúp ta một chút, cả đời ta mới được hạnh phúc. Ngươi nếu như đánh thắng được lục đạo, liền có thể đi cua gái. Ta người này đi tìm vợ cùng tên điên kia có quan hệ gì chứ? Quan hệ rất lớn đó. Huyền chân tử ở một bên vuốt vuốt trò trâu. Đế cơ, thế nhưng là hồng nhan tri kỷ của lục đạo. Ta cảm thấy nàng cùng lục đạo càng thích hợp hơn ta. Sách chân tử ngữ trọng tâm thường nói ra, một tôn chuẩn đế sợ hãi không có chút dấu hiệu nào. Không chỉ là hắn mà rất nhiều chuẩn đế ở đây, lúc trông thấy đế cơ bất chợt cảm giác toàn thân mất tự nhiên, đều sẽ nghĩ tới một người điên đánh nhau liền mất hết nhân tính, nhìn thấy ai để đánh người đó. Các chuẩn đế bị đánh cho tàn phế, đây là đếm được thành một đống. Dáng dấp đế cơ thực sự là rất đẹp, thế nhưng không ai dám tới cua. Các chuẩn đế cũng không dám, tính tình của lục đạo không tốt một chút nào. Giờ phút này rất nhiều lão giả đều là theo bản năng nhìn chung quanh một phòng. Đế cơ đều đã đến, lục đạo chưa biết chừng cũng đã tới. Thế nhưng là bọn hắn không muốn hắn đến, sợ lại bị đánh. Vạn chúng đang nhìn đế cơ, mà đế cơ lại đang nhìn chằm chằm Diệp Thái Hào. Hai mắt đẹp của nàng lại có một tia đế ẩn, giống như có thể cách lớp mặt nạ quỷ minh kia của Diệp Thái Hào nhìn thấu hình dáng của Diệp Thái Hào. Sắc mặt của nàng có chút hoảng hốt, thời khắc này nhìn sang Diệp Thái Hào tựa như đang nhìn thấy lục đạo. Hai người bọn họ giống nhau như đúc. Sát khí đại đế, hoàng cổ thánh thể, hắn là Diệp Thái Hào của đại sở. Một chút hoảng hốt về sau, đế cơ lẩm bẩm nói một tiếng, ngữ khí hơi kinh ngạc, thậm chí còn có chút chấn kinh. Lần thứ hai khi mà xâm lấn, nàng thân là chuẩn đế đỉnh phong, cũng đã từng tham gia chiến. Diệp không chỉ là một tôn thiên ma tướng, nên cũng nghe qua Diệp Thái Hào, cũng đã thấy chân dung của Diệp Thái Hào. Một đời không thể có hai tôn hoang cổ thánh thể, cộng thêm sát khí đại đế trong cơ thể anh không cách nào bắt chước được. Nàng cực kỳ xác định người thanh niên trên đài cùng bát hoàng tử kim ngân tộc đấu chiến kia chính là thánh thể Diệp Thái Hào hai năm trước đã chiến tử tại tinh không. Thế nhưng nàng đầy nghi hoặc, Diệp Thái Hào đã chết vì sao lại còn sống chứ? Không người nào nói cho nàng biết đáp án. Nàng chỉ biết Diệp Thái Hào cùng lục đạo giống nhau như đúc, chỉ biết trong thế hệ trẻ tuổi của đại tập Hồng Hoang, không người nào có thể chế ngự được thánh thể, đó là chiến thần bất bại. Trên đài, Diệp Thái Hào tung hoành thái hư, không khỏi đảo mắt nhìn, giống như anh cảm thấy được đế cơ đang nhìn lén. Để đến khi cùng đôi mắt đẹp của đế cơ giao thoa, anh nhíu mày, đôi mắt cũng hiếp lại. Đế huẩn, nàng vượt qua đế kiếp rồi hay sao? Diệp Thái Hào thì thào nói một tiếng, đã xác định đế cơ có thể phá đi thân phận của anh. Chu Thiên cho dù huyền diệu lại không cản được đế huẩn nhìn lén. Cẩn thận! Anh một chớp mắt lắc thần, bị Tỉ Minh Hoàng hét lớn một tiếng làm cho bừng tỉnh. Lúc này mới vội vàng đột thân tránh né đòn tuyệt sát. Thế nhưng anh vẫn là chậm, bị Kim Nghê một kiếm chém trúng cánh tay, nguyên cả cánh tay đều bị gỡ ra, máu tươi dâng lên trào ra. Đi chết đi! Một kích thành công, bát hoàng tử Kim Nghê tộc lấy lại lòng tin,
mặt mũi tràn đầy phấn khích, một kiếm công kích trực tiếp nguyên thần Diệp Đào. Ai cho ngươi tự tin thế? Diệp Đào cười rạch, lao lên trời mà đi, tung hoành tại cửu tiêu. Một tay bị chém đã mọc ra một kích tuyệt sắc lúc trước của Kim Nghê, còn lâu mới đã thương được căn cơ của anh. Tru diệt cho ta! Kim Nghê theo như bóng với hình, một kiếm đã đến. Diệp Đào hư rạch, đột nhiên đưa tay không sai không kém chộp lấy, có đạo tắc gia trì, anh chấn vỡ đuôi sắc kiếm này. Kim Nghê quăng đi thanh kiếm, một chỉ mang theo lô điện đâm về phía lông mày Diệp Đào.